À, bài hôm trước chúng ta thì là yêu cầu làm một cái bìa, nói chung là cũng không quá phức tạp, thì nó liên quan tới cái việc là tạo trang này, đưa cái ảnh vào này, xử lý một số các vấn đề ở ảnh, ví dụ như là xử lý về nền ảnh này, rồi cắt cúp ảnh theo những cái hộp mà nó không phải là hình chữ nhật. Này, chúng ta cùng nhau xem cái yêu cầu của bài này như thế nào. Đây, bài mẫu của chúng ta nó là cái này. Tôi có một cái ảnh bài mẫu là như thế này. Đó. Và chúng ta có những cái tài nguyên kèm theo. Đây, một ảnh này. Hai ảnh này. Ba ảnh này. Đây, từ ba cái này. Từ ba cái ảnh này. Đó. Chúng ta sắp xếp vào đây là thành thành cái bài này. Có phân ra bốn khu này, xử lý nền màu này, đưa một ít chữ nghĩa vào này. Thế thì ở đây chúng ta thấy có cái gì là giữ nguyên? Có mỗi cái ảnh này là giữ nguyên thôi đúng không? Có ảnh này là ảnh giữ nguyên, là đầy đủ cái nguyên gốc của nó này. Thế còn là ảnh này là cô này là lọng ra và không còn cái phần nền trắng nữa mà chuyển sang nền xanh của cái này. Cái ảnh này thì nó không còn hình chữ nhật nữa mà nó sẽ là gì đây? Cắt vào theo cái hình này. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có mấy cái vấn đề cần phải xử lý. Cái nào mà xử lý ngay, xử lý luôn, xử lý nhanh ở trong InDesign mà không cần phải gọi tới bất cứ cái gì thì chúng ta sẽ xử lý trước. Trước hết là chúng ta xem lại về cái ảnh này đã, xem là nó sẽ kích thước nó như thế nào. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một chút nhé, lấy cái kích thước chuẩn, lấy kích thước gốc của cái bìa đi, kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ mở nó ra trong Photoshop và chúng ta kiểm tra lại kích thước gốc của nó. Đây, image size, cái này nó sẽ là 206,84 và 341,63. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này, chúng ta đưa sang đây. File new đồ của mình. Đây là cao này. Rộng này. Ok. Chiều tướng rồi, đây chúng ta lấy đúng khổ đó. Sau khi lấy đúng khổ rồi, bây giờ chúng ta mới làm lại cái thao tác xử lý. Trước hết là cứ đưa lấy cái ảnh mẫu này vào đây đi, để lấy các cái khu vực cao thấp, dài ngắn rộng hẹp của nó, để cho chúng ta làm cho nó chuẩn luôn. Sau đấy thì bắt đầu mới đưa các cái dữ liệu khác vào, ví dụ như cái này. Thế thì trước tiên là chúng ta xem là cái ảnh này nó được xử lý ra làm sao. Đó. Cái ảnh này của chúng ta thì nó có cái gì? Không phải hình chữ nhật bình thường đúng không? Nó lại là nửa tròn nửa hình chữ nhật.
Thế thì lúc này thì chúng ta đưa ảnh vào một cách bình thường thì nó sẽ nằm ở trong cái khung hình chữ nhật thôi. Và như vậy là chúng ta phải chỉnh lý, chúng ta phải làm lại cái khung làm sao cho nó giải quyết được vấn đề này. Thế thì để xử lý cái vụ này thì chúng ta cứ vẽ ra một cái hộp có tính chất hình tròn này đã. Hộp chứa có tính chất hình tròn. Thì các bạn vẽ ra cho tôi một cái hộp có cái chất hình tròn như thế này. Đặt vào đây đã. Để xem làm sao cho nó bằng được đúng cái bài mẫu. Sau khi mà chúng ta vẽ ra cái hộp rồi thì chúng ta mới xử lý nó, cắt cúp. Đây, trong InDesign thì nó cũng cung cấp cho chúng ta một số các cái phương tiện để cắt cúp các hình cũng tương tự như là bên Illustrator hoặc là Corel. Thì trước hết là vẽ ra một hộp mẫu như này đã, sau đó thì chúng ta vẽ tiếp các hộp khác vào đây và dùng hộp nọ để cắt hộp kia. Đấy, trước hết là như này, chúng ta tự lấy cái hộp chữ nhật này, chúng ta cắt cho cái hộp gì đây, hộp tròn này. Thế để tìm cái lệnh này thì chúng ta tìm vào trong trong cái menu bên trong để chúng ta tìm cái lệnh xử lý. Đây, thì các bạn sẽ vào trong menu Windows của InDesign, tìm tới lệnh là Object và Layout. Khi menu Console ra thì các bạn tìm tới cái nhóm lệnh Pathfinder. Mở lệnh Pathfinder ra thì các bạn sẽ có những cái lệnh mà cắt hàng. Ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái lệnh tương đối cơ bản. Nó cũng không nhiều giống như là bên bên Illustrator, nhưng cũng đủ để cho chúng ta xử lý một số sự vụ mà không cần thiết phải lúc nào cũng phải chạy sang để nhờ vả bên Illustrator. Thì ở đây chúng ta có mấy cái như sau. Thêm vào này, hay là nói nôm na là hàm này. Đấy, nếu như mà bây giờ tôi chọn cả hai cái, tôi chọn cả hai hộp và tôi nhấn cái lệnh hàm này thì nó sẽ hàm hai cái vào là một, tức là nó sẽ là tổng của hai cái. Thế còn trường hợp này thì sẽ là cắt đi trừ đi. Ví dụ như tôi vừa mới làm thì cái hộp ở phía trên là cái hộp chữ nhật, nó sẽ cắt cái hộp hình tròn đi. Thế cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ mở tiếp cái này ra và chúng ta làm tiếp cái hình bên này, đúng không? Lại dùng hình chữ nhật này cắt cho cái vừa cắt này. Đấy, thì đến đây thì tôi đã cắt xong được và tôi có được một cái hộp mà nó có hình hình hài, nó cũng không ra vuông, nó cũng không ra tròn, đó giống như là cái bài này. Và đến đây thì tôi mới làm cái thao tác là gì ạ, đưa ảnh vào bên trong đó. Bây giờ chúng ta lại chọn cái hộp này, chúng ta vào file, vào place và chỉ lại vào cái ảnh gì đấy ạ, chỉ lại vào cái ảnh này thì ảnh này nó sẽ chui vào trong. Đến đây thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái ảnh lại. Thế thì như hôm trước là chúng ta đã trao đổi là nó gồm có mấy phần nhỉ? Hộp chứa là một đúng không? Và cái đối tượng chứa ở bên trong là hai. Thế thì bây giờ tôi muốn chọn nó thì tôi phải làm sao đây ạ? Sử dụng một trong hai công cụ, một là công cụ mũi tên trắng, hai là mũi tên đen. Mũi tên trắng thì chọn luôn, mũi tên đen thì chúng ta phải đưa vào và chúng ta bấm vào cái hình tròn ở giữa này để đánh dấu chọn nó. Khi nào mà chọn được thì các bạn sẽ nhìn thấy cái gì đấy ạ? Cái khung nâu nâu này nó hiện lên, lúc đó là nó thông báo rằng là chúng ta đã chọn được cái đối tượng ở bên trong rồi. Giữ shift để làm gì ạ? Giữ shift để khi mà co kéo thì nó không bị làm sao, nó không bị méo cái ảnh đi. Và bây giờ chúng ta sẽ di dịch làm sao cho cái ảnh này nó chui vào đúng được cái khuôn khổ mà chúng ta cần. Cần thiết thì bây giờ chúng ta nhắc cái thằng này lùi ra một tí để song song đi, để song song giữa hai cái bài mẫu và cái bài của chúng ta đang làm đi, để chúng ta biết được là chúng ta co đến đâu, duỗi đến đâu là vừa. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đặt nó xuống thế này, giữ shift co tiếp, thu tiếp cho tới khi nào mà chúng ta có được cái ảnh nó tựa tựa như là cái bài mẫu thì chúng ta dừng. Đó. Ở đây là có thấy vai không? Không thấy vai đúng không? Lùi ra một tí. Bên hình mẫu còn hơi nhỏ một tí thì chúng ta lùi lại cho tới khi nào mà kích thước của nó cũng tương tự. Đến đây thì chúng ta sẽ xử lý thêm cho tới khi nào mà nó đạt được đúng như là cái hình mẫu về mặt kích thước, về mặt vị trí.
Ok, đến đây xong rồi. Thì còn gì phải xử lý nữa không? Màu. À, màu. Màu thì có hai cách. Đúng không? Nếu mà chúng ta làm một cách phổ thông, làm một cách thủ công, thì chúng ta có thể là đè một cái hình gì đó lên đây, tô màu cho nó, và chúng ta sẽ giảm opacity, giảm cái mật độ màu đi để cho nó có thể nhìn xuyên qua được. Hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ làm nó ở bên bên Photoshop, rồi chúng ta cập nhật nó sang đây. Thôi nếu thế thì chúng ta làm bên shop nhé, tại vì sẽ còn một việc nữa cũng vẫn phải làm bên shop. Chúng ta không làm bên này được. Thường hoặc là nếu có làm được bên này thì hơi mất hơi nhiều công một tí, tức là xử lý bỏ cái nền trắng của cái cô này đi. Thế thì để xử lý tiếp tục thì chúng ta sẽ giải quyết như sau nhé. Bây giờ việc dính đến Photoshop. Từ từ, những cái gì mà làm được bên này làm trước đã. Bây giờ lấy cái hình ảnh này vào bố trí cho nó vào được đúng cái khuôn khổ của nó đã. Rồi, bây giờ đến đây là chúng ta có được một cái ảnh nó cũng tựa tựa như là vài mẫu rồi này. Vậy thì chúng ta có mấy cái thế nào? Một cái hình này này để vào đúng chỗ này, một cái này này. Bây giờ còn gì đây? Hình này đó, hình này thì phải giải quyết bên shop rồi. Thì có hai cách: mở trực tiếp vào trong shop hoặc là chúng ta gọi shop thông qua rồi đấy ạ, thông qua InDesign. Tốt nhất là gọi shop thông qua InDesign đi để làm xong một cái nó cập nhật luôn nhé. Thế thì chúng ta đưa ảnh vào trước đã. Rồi, kích thước cũng là ná nhau rồi. Bây giờ chúng ta mới xử lý này. Đến đây thì tôi mới chọn cái ảnh này. Sau đó thì chuột phải vào trong cái ảnh này. Và chúng ta chọn cái lệnh là Edit With. Và chúng ta gọi Photoshop thông qua cái menu con này. Đây. Sau khi mà cái ảnh này mở ra rồi thì chúng ta sẽ phải giải quyết để mà chúng ta xử lý bỏ cái nền này đi. Bỏ nền thì thực ra có hai cách. Một là các bạn xóa bỏ nền đi bằng cách là chọn cái phần màu nền và chúng ta xóa bỏ hẳn đi thành ra nền trong. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng path vẽ xung quanh cái hình mà chúng ta muốn giữ lại. Trường hợp này thì có lẽ là chúng ta xử lý đơn giản nhất nhé. Chúng ta sẽ xóa bỏ cái nền đi. Thế thì bây giờ ảnh đang có nền trắng này. Cách xóa nền một cách nhanh nhất thì bây giờ chúng ta lấy cái Magic Erase Tool này đi. Bấm xóa bỏ nền. Thế cái này thì nó rất là đơn giản thôi đúng không? Trắng ở đâu thì bấm vào đấy, tự nó sẽ tìm tòi những cái đoạn trắng còn lại, nó xóa nốt cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ làm mất ít công nhất. Đó. Sau khi mà đến đây rồi, chúng ta sẽ xóa nốt cái phần ở tay này. Đó. Sau khi xóa xong, vậy là chúng ta có được cái ảnh mà nó đã bỏ cái phần nền trắng đi rồi. Thì bây giờ việc của chúng ta rất là đơn giản thôi.
chúng ta chỉ đóng lại thôi đúng không? Đóng lại và nó hỏi có lưu hay không thì chúng ta yes, chúng ta bảo có lưu. Một này. Đóng này. Nếu mà nền trong thì nó sẽ đòi hỏi là file PSD, vậy thì chúng ta lại phải làm nó thành ra PSD rồi chúng ta thay thế về bên kia rồi. Đây, bây giờ thay thế lại nhé, bằng cách là vào file này và place lại vào cái chỗ này, chúng ta tìm cái ảnh nền trong đi. Đấy, sau khi mà xử lý xong nó trong nền rồi là chúng ta có thể là đưa sang đây đó. Thế bây giờ đặt nó vào vị trí đi. Thấy còn to nhỏ thế nào thì chúng ta co, chúng ta kéo một tí, Ctrl Shift chúng ta co kéo một chút để cho nó to bằng cái bài mẫu đi. Được rồi thì ok, xong về mặt kích thước nhé. Thế đến đây thì chúng ta còn giải quyết những cái gì nào? Ở đây cái bài này nó có ảnh này thì thôi không đụng đến nhé. Chỗ này là nền xanh đúng không, chỗ này nền vàng. Đây chúng ta giải quyết tiếp nền xanh này. Đây các bạn có thể giải quyết luôn, lấy ngay mở luôn cái hộp này là cũng được. Đây, mở hết đi, mở rộng hết cái hộp này đi. Ví dụ bây giờ tô màu, lấy màu trước nha. Lấy mẫu màu trước này. Rồi, có mẫu màu rồi thì bây giờ tôi mới tô vào cái nền này. Stretches này có chưa? Chưa có đúng không? Bây giờ tôi lấy cái màu này vào đã này, để có nó ở trong này này. Đó, màu này được chưa? Chưa được đúng không? Vì sao? Màu này là RGB. Chuyển đổi sang ấy đã, chuyển đổi sang CMYK đã. 30 70 đi. Đấy, sau khi chúng ta có màu rồi thì bây giờ chúng ta mới tô vào cái hộp này. Đây. Đây là tôi có được cái hình vào đây rồi đúng không? Thế bây giờ giải quyết tiếp cái bên này. Cái này nó chỉ là gì đây nhỉ? Hình gì đây? Và hình chữ nhật thôi đúng không? Vậy thì lấy hình chữ nhật vẽ vào. Đấy, hình chữ nhật có rồi. Bây giờ làm gì nữa? Lấy màu. Cũng tương tự như thế, nếu mà bây giờ chúng ta muốn làm cho nó chuẩn thì đưa màu lại vào đây. Điều chỉnh lại. Sang màu gì đây nhỉ? CMYK. Tất cả những cái này cũng nên hiệu chỉnh lại một chút cho nó chuẩn luôn. Ít nhất là góc độ là đừng để nó xuống lẻ. Còn nếu cũng làm tròn được thì làm tròn luôn. 87 cho 90 đi. Nó lệch cũng không đáng kể đâu. Đấy. Thằng cái này thì có cái gì nhỉ? Cái này là có một loạt các chấm tròn đúng không? Chấm tròn vào đây. Chúng ta cũng có thể giải quyết theo cái kiểu một là các bạn là các bạn đặt là text cũng được. Text thì làm sao đây?
Bây giờ đến đây làm gì ạ? Cho to lên đúng không? Tôi nợ xoay luôn nó lại đi 90 độ đi. Cái hộp này xoay 90 độ rồi thì đặt đại loại nó vào đây. Bây giờ mình xử lý cho nó to cái này lên, cho nó to cái size này lên. Nếu mà thích làm bằng text hoặc không thì các bạn có thể làm sao, từ này vẫn chưa đủ đúng không? Cái hình này to lắm. Được chưa? Cỡ này được chưa? To này vừa chưa? Vẫn chưa được hả? To nữa. To thêm gì nữa? Cỡ này được chưa? Đấy, dạng cũng tương đối vừa rồi đấy. Đấy, đại loại như thế này thì chúng ta sẽ tô cho nó lấy bằng cái màu kia thôi. Đúng không? Bôi đen này, lấy màu này, sau khi chúng ta đưa màu vào đây thì cái chuỗi này của chúng ta nó sẽ thành ra gì đây nhỉ? Nó thành ra là cái chuỗi màu như thế này rồi. Xóa bớt cái này đi, chúng ta sẽ có một số các cái hình như này nó nằm vào đây. Đấy, thế việc còn lại của chúng ta là gì? Việc còn lại của chúng ta là đánh nốt chữ vào thôi. Đây, bây giờ nhắc cái đống này ra. Đây là chúng ta đang làm bằng text, còn thực ra nếu mà không thì các bạn làm bằng mấy cái hình tròn cũng được. Rồi, đến đây thì chúng ta nhắc một số những thứ đang sắp xếp này ra để xem có cái gì cần phải điều chỉnh nhé. Đấy, đến đây có từng này thứ rồi. Trên này thì đặt một vài thứ đánh chữ đánh trước vào thôi. Và còn cái thằng này thì sẽ phải điều chỉnh lại màu mè một tí đúng không? Đấy, thế thì ở đây có mấy cái phải điều chỉnh màu này. Thằng này cũng phải điều chỉnh một ít này. Tại vì thằng này có vẻ nhạt hơn này. Thằng này điều chỉnh sang xanh này. Thằng này cũng điều chỉnh sang xanh một ít này.
Đấy thì cứ cái nào mà điều chỉnh thì bây giờ chúng ta lại làm việc lại với thằng shop thôi. Đấy. Chọn ảnh nha. Edit with nha. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải làm một số thứ như thế này. File open, mở máy mẫu ra để viết xem là nó phải chỉnh như thế nào đấy nhé. Lấy cái chất xanh đã, có chất xanh rồi thì bây giờ chúng ta làm cái này. Đây, bút nhé. Các bạn có thể dùng hai cỡ, một là cái bút này hoặc là cái bút Color Replacement Tool này. Đấy. Và với cái bút này thì các bạn chỉ việc là làm sao đây ạ? Tô lên trên cái tóc. Cái này thì nó thuộc về shop rồi, nó không phải là thằng InDesign nữa. Chỗ nào mà quá đi thì chúng ta lại xử lý lại bằng bút history này. Đấy, cứ một bút thì tô vào, một bút thì xóa bớt đi trong các trường hợp cần thiết. Thế còn chỗ nào bị quá thì đây, bút history các bạn xử lý lại. Chỗ nào lem quá ra thì mình chỉnh một tí bằng bút history, xong rồi thì đóng lại thôi. Đấy thì sang đến cái này thì nó sẽ cập nhật cái xanh sang. Đấy, cập nhật cái mà mình sửa sang. Hoặc là thực ra thì cái này có vẻ là cũng vẫn chưa đúng lắm, chúng ta cũng có thể xem. Cái này là thuộc về kỹ năng shop rồi nhá. Kỹ năng shop rồi, nó không còn là cái kia nữa, thì bây giờ các bạn cũng có thể làm theo một cách khác đó. Dùng cái chức năng là photo filter đi, các bạn thích thì các bạn có thể phủ cái màu nào đó lên đây. Đấy. Sau khi chọn xong thì các bạn có thể làm sao đây nhỉ? Đây, kéo cái này nhá, density này. Đấy thì nhuộm nó sẽ phủ một cái lớp xanh xanh nhẹ nhẹ lên trên này. Đây. Còn bao nhiêu thì phải xem bài mẫu. Đấy, xong thì các bạn đóng cái này lại. Yes. Đấy, thì nó sẽ nhuộm dạng dạng như thế. Cũng tương tự như thế, cái thằng này cũng vậy này. Thằng này nó sẽ cần phải xử lý một chút ở bên kia. Edit with Photoshop. Đây, tôi sẽ mở song song thêm một cái bài nữa ra đây để xem cái tông màu của nó như thế nào. Đây nhỉ, đúng không? Chúng ta sẽ mở song song hai bài, Window Orange. Mở song song hai bài. Đây, chúng ta coi cái thằng này với coi thằng này để xem là xử lý nó như thế nào. Cũng làm tương tự thế đi. Photoshop.
photo filter. Chọn lấy một cái hệ màu xanh để phủ nhẹ lên. Và sau đấy thì mình sẽ kéo, quan sát cho tới khi nào mà nó đạt được một cái hệ nó cũng tương tự như thế. Cái đóng lại. Trường hợp này thì nó cũng sẽ hỏi chúng ta là cũng phải xử lý đấy, tại vì là cái này nó là ảnh JPEG, sau khi chúng ta làm kia là nó sang thành PSD, cho nên là chúng ta phải cập nhật lại một cái. Đấy thì nó sẽ cho chúng ta cái chất cũng xanh xanh như thế này. Thằng này cũng tương tự, cũng là phủ xanh nhá. Edit with Photoshop. Đây. Photo filter cũng lấy màu, kéo tăng giảm cái chế độ thì đây photo filter này lên, mật độ nhiều hay ít. Đấy, làm xong đóng lại, lưu tiếp. Sau đó thì chúng ta lại quay trở về cái này, chúng ta cập nhật lại cho nó. Chọn lại lệnh place, chọn lại cái vừa mới làm. Đấy, đại thể nó sẽ sang đến đây. Thế việc còn lại mọi người có làm được không? Thực ra chỉ có mỗi cái phần này thôi đúng không? Kỹ năng này thôi. Còn cái phần này thì chúng ta làm nốt này. Chữ chữ thì chữ này là gõ là vào rồi, chữ này gõ là vào, không? Tất cả những chữ này đều gõ vào được cả. Có mỗi cái thằng này là gõ bình thường, xong rồi phải thêm gì đây nhỉ? Phải thêm một cái đuôi này thế này, đúng không? Ghép thêm một cái đuôi, đây, cái đuôi vào chữ M, cái đuôi vào chữ H. Còn lại tìm đúng phông và gõ vào. Đây thì một mảnh màu xanh, đó. Đây là để nguyên một mảnh màu trắng. Chỗ này thì vẽ ra thêm một ít màu xanh nữa ở phần nền, đấy. Đây cũng chỉ là một cái hình mà có chữ thôi đúng không? Một hình nền có chữ thôi. Đây. Ví dụ như là chúng ta vẽ một cái thằng này ra đây. Đấy, một hộp. Hộp này thì bây giờ chúng ta co bo này. Đây, xem cái cách thức này. Hộp thì nó chỉ cho chúng ta hộp chữ nhật thôi. Đúng không? Ở đây nó chỉ cho hộp chữ nhật này, hộp ellipse này và đa giác. Nhưng mà muốn bo thì chúng ta có thể làm như sau. Chọn cái này, nhìn lên trên thanh option ở phía trên này, nó có một cái hỗ trợ để mà xử lý cái góc. Bấm vào đây, 5 là không can thiệp, đúng không? Như thế này là bắt góc theo kiểu gì đây nhỉ? Hoa văn triện này, vạt chéo này, vuông này, đó, cong vào trong này, tòng ra ngoài. Đấy, đại loại nó là như thế này. Bây giờ thích thì gõ thử mấy chữ vào đây nha. Nào, tiến lên này.
tiếng Việt này. Ở đây chữ có rồi, bây giờ muốn làm cho nó to lên thì Ctrl Shift này, kéo phông này đúng chưa, phông này chưa đúng, còn phải điền phông nữa. Ctrl Shift và gì đây nhỉ, còn nhớ hôm trước tôi nói là phím gì không? Lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhá, Ctrl Shift và phím lớn hơn nhỏ hơn để mà gì đây, tăng hay giảm kích thước nhanh mà không cần phải gọi tới cái không cần phải gọi tới cái hộp thoại đấy. Và đến đây thì đã đúng chưa, tạm thời bây giờ chưa nói đến phông nhá, thì chúng ta còn cần phải làm gì nữa nhỉ? Ép khoảng cách giữa hai dòng đúng không? Đây, khoảng cách giữa hai dòng đây. Chúng ta phải giảm. Giảm nó đi. Để cho nó co lên. Đấy, chữ thế này cũng vẫn chưa được, vẫn phải to lên thêm một tí tẹo nữa nó mới vừa được vào với cái bài mẫu. Đấy, đại loại như này, nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phông thì nó sẽ vào được đúng cái phần phần mẫu. Đây, tôi cho vào đến đây đi. Nếu mà tìm phông nhé, chúng ta lại phải tìm phông thêm một tí tẹo nữa. Phông này là phông gì nhỉ? Chưa tìm ra phần này mà. Và tạm thời dùng cái này đã, nói là về cái thao tác nữa, còn tìm phông lại là một việc khác nhé. Đây vẫn còn thiếu một cái nữa này, tiến lên này, cô gái này. Đây, cô gái, lại thêm một chữ nữa. Nhấn an thôi, nhân bảng lên, sửa lại thành thế này, chữ cô gái đây. Màu, đương nhiên là lại phải lấy màu bằng bằng cách là lấy mẫu ở đây rồi. Đó. Lấy mẫu xong thì chúng ta lại phải điều chỉnh thêm màu bằng một lần nữa bằng cách là chọn cái này, đưa màu vào đây, convert lại một lần sang thành CMYK. Nhớ kỹ cái này nhá, chứ không đến lúc mà lấy màu xong xong rồi là nó lại không chuẩn, không in được. 11 30 đấy, thì chúng ta sẽ có thêm được cái chữ với cái màu nó tương tự như thế.
cần thiết thì các bạn có thể là ép cái chữ này vào một tí tẹo theo cái chiều rộng của nó. Chữ tiến lên này tựa tựa vậy. Cái này thì gõ chữ thôi, gõ chữ vào và các bạn sắp xếp. Có cần phải demo nốt cả cái này nữa không? Một cái chữ lên lên xuống xuống này có phải không? Đấy, thực ra thì nó không 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 quá phức tạp lắm đâu. Chỉ có điều là cái này nó dính tới cái phần gọi là tại sao lại phải nói cái này. Nói cái này là tại vì là nó liên quan tới một cái phần trao đi đổi lại giữa cái InDesign với lại Photoshop. Đấy, có một vài cái mà chúng ta cần phải xử lý. Và đến đây thì cứ cho là làm xong rồi đi. Thì xử như thế đã được chưa? Lấy màu thì một vài cái chúng ta đã nhớ được cái chuyện là sang màu gì đây nhỉ? Sang màu CMYK. Nhưng đây, chính bản thân chúng ta kiểm tra lại cái này xem là nó có đủ hay không. Đấy, thế đây này, riêng đã làm việc với ảnh thì các bạn lưu ý giúp tôi một cái, đó là khi mà làm xong thì lại phải có một cái đoạn kiểm tra. Chúng ta luôn luôn kiểm tra trong cái quá trình mà chúng ta làm việc. Kiểm tra thì kiểm tra nhiều thứ lắm, trong một cái bài design này thì nó nhiều thứ lắm. Trước hết là text này, text thì rất là khó để kiểm tra, tại vì text về mặt nguyên tắc là làm việc ở trong một quyển thì nó nhiều chữ lắm, cho nên là chúng ta không thể nào mà cứ dò từng tí một được. Thứ hai là ảnh, ảnh thì có hai vấn đề CMYK và độ phân giải 300. Đấy, thế thì cũng như màu vừa rồi ấy, chúng ta phải nói là nó là màu CMYK hay chưa. Thì màu chúng ta copy từ mẫu ra rồi chúng ta convert lại rồi, nhưng mà cái ảnh thì chúng ta cũng phải kiểm tra. Thì kiểm tra nhanh thì ở trong cái design các bạn lưu ý giúp tôi nhé, đó là có một cái đèn bắt lỗi ở đây này, đây này. Nếu như mà các bạn nhìn thấy cái đèn ở đây màu xanh thì ok, không có vấn đề gì, nó sẽ báo luôn là no error, không có lỗi nhá. Nhưng mà một khi mà cái này mà đã thành đèn đỏ ấy, là chắc chắn 100% là có lỗi, cần phải bấc lại, cần phải kiểm tra lại. Các bạn cũng có thể là kiểm tra theo một cái đường nữa đấy, tức là đối với các ảnh thì các bạn mở cho tôi cái biểu tượng link ở đây nha. Mở biểu tượng link ra thì nó sẽ thống kê cho các bạn biết là hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu cái ảnh được link vào, và muốn kiểm tra cái nào thì các bạn bấm giúp tôi vào trong cái ảnh đó. Nó sẽ thông báo một số các cái trạng thái và thông tin về cái ảnh này để giúp chúng ta là xử lý vấn đề cho nó chính xác. Một đấy là tên ảnh này, đấy, hình thu nhỏ này, chúng ta có thể xem nhanh cái này. Và nó có thêm một cái biểu tượng ở đây, một cái thông tin nữa ở đây, tức là ví dụ như cái ảnh final này các bạn thấy là nó có số 1, tức là thông báo rằng cái ảnh này đang nằm ở trong trang số 1. Thế còn các ảnh 1 này, ảnh dưới này thì nó đều có cái trạng thái nó thông báo là PB. PB này là nó thông báo là trạng thái là cái thằng này nó không nằm ở trong trang, nó đang nằm ở ngoài. Đấy, việc này thì không quan trọng lắm, chúng ta đang đặt tất cả những cái này ở ngoài, tí nữa chúng ta nhắc được vào đúng thì thôi. Thế nhưng mà có một số thông tin thì các bạn xem kỹ giúp tôi ở dưới này. Đấy, khi chúng ta chọn một cái ảnh thì cái phần link info ở dưới này nó sẽ thông báo cho chúng ta về tất cả những cái gì mà liên quan tới cái ảnh đang được chọn đó. Trong đó chúng ta kiểm tra nhanh hai cái, một là cái color space, đấy là cái ảnh này nó đã đúng là ảnh CMYK chưa, đấy, và thứ hai nữa là cái độ phân giải nó đang là bao nhiêu. Thì hai cái này thì chúng ta cần phải kiểm tra lại trước khi mà kết thúc cái công việc đấy. Thì chúng ta cần xử lý cái nào thì chúng ta lại gọi nó qua đường Photoshop thôi. Chuột phải này, đến đây image CMYK một thứ, đúng không? Hai nữa là gì? Độ phân giải này, đây đang là 72 thôi,
72 thì chưa đủ. Đó. Thế nhưng mà ở đây thì có hai cách các bạn cũng phải lưu ý giúp tôi là cái này đang là 17,64 cm, nó tương đối lớn. Nếu mà ảnh lớn thì nên chọn cái phương án là xử lý mà nó chất lượng nhất, tức là chúng ta bỏ cái resample này đi cho tôi và các bạn tăng cái này lên cho tôi thành ra độ phân giải lớn. Những cái này nó sẽ tự động nó co nó duỗi. Cái cách này là cách convert chuẩn nhất, nó sẽ không phát sinh ra thêm bất cứ một pixel nào và do đó nó sẽ không ảnh hưởng tới màu. Còn nếu như mà trường hợp mà nó nhỏ quá thì chúng ta lại buộc lòng là phải làm sao đây, cho nó nội suy, tức là đừng để đừng bỏ cái resample này nữa mà chúng ta cho nó lên kích thước, lên kích thước lên kiểu này là kích thước kiểu nội suy. Và trường hợp này thì nó sẽ phải tự động nó để thêm các cái điểm ảnh vào và do đó thì thực ra là nó cũng sẽ suy giảm chất lượng một chút đấy. Sau khi mà chúng ta tăng giảm cái này thì chúng ta đóng lại, yes, chấp nhận thay đổi. Bây giờ quay trở về cái này kiểm tra lại này, CMYK đúng không, độ phân giải 300, ok, đến đây thì được rồi. Thằng này cũng xử lý tương tự như vậy, chuột phải, edit with Photoshop, image mode, CMYK, image size. Thằng này thì buộc lòng phải tăng lên một cách như thế này rồi, tại vì kích thước của nó tương đối bé, chúng ta không thể nào mà chuyển đổi theo kiểu kia được. Và đến đây thì chúng ta cũng kiểm tra lại này, CMYK này 300 đủ rồi. Thằng này cũng tương tự, đây, thằng này thì rất là lớn, vậy thì bỏ thằng này đi là xong, 300. Image mode CMYK đóng, yes, đây, kiểm tra lại 300 CMYK. Đến đây thì chúng ta sẽ xử lý nốt một vài cái phần như thế này. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm xong đến như thế này thì chúng ta sẽ làm thêm cái gì nữa để đưa cái tài liệu này của chúng ta đi ra khỏi máy, đưa ra nhà in, thì nó có mấy cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý. Một cái file mà InDesign thì khi mà xuất đi khỏi máy nó hay vấp phải vấn đề gì, nó có một số lỗi như thế này. Một là như vừa nãy tôi vừa nói là màu mè là không chuẩn đó, màu mè không đúng chuẩn, không đúng CMYK, không đủ độ phân giải. Vấn đề nữa là phông bị lỗi, nếu như chúng ta dùng một cái phông nào đó mà ở máy khác nó không có. Và một phần nữa, phần này là cái phần mà rất nhiều người hay bị dính, đó là cái việc mà linh ảnh xong rồi là chuyển ảnh thì không đủ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì cái mọi cái vấn đề đó đối với InDesign nó đã khắc phục gần như là triệt để luôn, bằng cách là cung cấp cho các bạn một cái phương án là đóng gói tài liệu. Đây, chúng ta sẽ làm như sau này. Sau khi mà các bạn làm hòm hòm rồi, các bạn sẽ xử lý cho tôi như thế này đấy nhá. Chúng ta đưa lưu file trước lại nhé, save. Bây giờ chúng ta đặt tên là bìa đi, ok, xong lưu ở trong máy của mình, thế là xong nhé. Nhưng mà xuất đi thì chúng ta phải làm như thế này này, vào file này, vào lệnh đóng gói này, nhìn kỹ nhá, vào menu file này, vào lệnh đóng gói này, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl Alt Shift P. Đến đây chúng ta sẽ mở ra một cái bảng thoại như thế này. Đây là một cái phương pháp mà kiểm tra cũng vừa là đóng gói vừa kiểm tra nhanh. Ở đây các bạn nhìn thấy nhé, nó thông báo ở đây cho chúng ta là gì đây, có bốn
cái ảnh được linh vào đấy, không cái nào bị điều chỉnh, không cái nào bị mất, vân vân, không có cái nào là gì đây embed, và một cái đang sử dụng màu là RGB. Và các bạn sẽ thắc mắc một chút là cái vừa nãy là tôi nói với các bạn là có cái đèn xanh này là cái đèn mà soát lỗi, thì hiện tại nó đang là đèn xanh đúng không, và nó đang thông báo là no error, là không có lỗi. Nhưng tại sao ở đây chúng ta lại có một cái biển cảnh báo màu vàng, và nó lại dừng ở mức độ là cảnh báo thôi chứ nó lại không phải là mức độ là báo lỗi. Thì nó sẽ nằm ở đây này, nó nằm ở cái này, một cái ảnh đang sử dụng không gian màu là RGB. Vừa nãy chúng ta nói là chúng ta phải kiểm tra màu có phải là màu CMYK hay không, ảnh có phải là ảnh CMYK và màu và độ phân giải là 300 hay không đấy. Tuy nhiên ở trong một vài trường hợp thì cái RGB đó nó cũng không được quy ra lỗi. Vì sao? Vì là ngay từ đầu khi mà chúng ta tạo ra một file thì chúng ta thấy là InDesign nó cho phép chúng ta tạo ra các loại tài liệu ứng dụng cho những cái nền tảng khác nhau. Mặc định ban đầu là Prim, tức là in offset, là nó sẽ yêu cầu in và xử lý trên hệ thống máy in công nghiệp, và nó đòi hỏi chúng ta là màu phải là CMYK và độ phân giải là 300. Tuy nhiên nó còn có một cái tính năng nữa là xuất ra web hoặc là tạo ra các tài liệu của dạng điện tử, sách báo điện tử, và cái đấy thì nó lại không yêu cầu là phải là CMYK, cho nên nó chỉ đưa ra cái cảnh báo này mang tính là nhắc nhở thôi, để kiểm tra lại xem đấy, chứ không nhất thiết rằng là cái này nó quy ra lỗi. Cái nào lỗi là thông báo lỗi luôn, chỉ đích xác bảo đây là lỗi, còn cái nào mà nó lưỡng lự không biết là có phải lỗi hay không thì nó chỉ đưa ra cái cảnh báo màu vàng này thôi đấy. Và chúng ta có thể kiểm tra ở đây bằng cách là gì đấy, có mấy cái, một là kiểm tra về phông, hai là kiểm tra về link đấy. Thế thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy luôn là phông thì nó liệt kê là chúng ta đang sử dụng phông gì đấy, ảnh hoặc là các cái tài liệu link đến là sử dụng những cái nào. Thế và chúng ta có một cái tính năng mà các bạn nên bật nó lên, đó là cái tính năng gì đấy ạ, show problem only, tức là nếu như mà có vấn đề thì chỉ hiện cái nào có vấn đề thôi, còn không cần phải liệt kê dài dòng ở đây làm gì. Ví dụ tôi bật vào cái show problem only thì về phông nó không hiện ra gì nữa, thế là phông ổn rồi, không có vấn đề gì nữa. Link đấy, đánh dấu thì đây này, nó chỉ để lại cho chúng ta cái gì đây, cái mà nó cho rằng là có vấn đề đấy. Vừa nãy là chúng ta có mấy ảnh nhỉ, có 4 ảnh như thế này đúng không đấy, và nó vẫn còn cái dấu tam giác màu vàng này là nó cảnh báo chúng ta. Bây giờ tôi chỉ bật cái show problem only thì nó giấu ba cái mà nó cho rằng ổn đi rồi, nó chỉ còn để lại thằng này là cái gì đấy, cái JPEG đấy, JPEG này và RGB đấy, thì nó cảnh báo chúng ta chính là cảnh báo cái này này. Nếu như các bạn mà làm việc đến lúc đóng gói này mà các bạn thấy là có dấu ấy thì bao giờ cũng nên quay trở lại tìm kiếm kiểm tra xem nó là cái nào đấy. Thì đây chính là cái này đó, JPEG, RGB, độ phân giải thì ok rồi, 300 thì đủ, nhưng mà RGB thì không chuẩn. Đấy. Trong trường hợp như thế này thì chúng ta lại phải chọn nó, chúng ta xử lý lại những cái nào mà vẫn còn đang dính dáng. Tất nhiên cái này thì không thành vấn đề, tại vì đây là cái bài mẫu mà chúng ta đặt vào để chúng ta lấy cái kích thước thôi. Đấy, nếu như các bạn làm đầy đủ hết rồi thì các bạn xóa bỏ cái này đi cho tôi là xong, không phải lăn tăn gì về nó nữa. Cứ cho là làm xong đi rồi nhé, tôi bỏ cái bài mẫu đi, bây giờ đóng gói lại thêm một lần nữa xem sao. File này, đóng gói này, đấy các bạn thấy không, bỏ cái RGB đi một cái ảnh mà đang có RGB lập tức là thôi, đã bỏ luôn cái dấu cảnh báo này đi đấy. Và đến đây thì mình chỉ việc là đóng gói thôi, đóng gói này, cái thằng này thì các bạn có thể bỏ qua, continue luôn đi. Tại vì nó chỉ xuất ra cho chúng ta một cái file mà nó chứa các thông tin đấy, nó sẽ tạo ra một cái folder cùng tên với lại cái tài liệu mà chúng ta lưu, sau đó thì
đóng gói. Đóng gói thì nó làm cái gì? Nó lưu cái file của chúng ta này, nó lưu tất cả những cái phông mà chúng ta dùng này, và điều quan trọng nhất là gì? Nó đóng gói toàn bộ những cái ảnh của chúng ta. Đây chúng ta cùng nhau xem thử nhé, tìm kiếm thử xem cái vừa rồi chúng ta vừa làm nó nằm trong document. Đây chúng ta có cái gì? Một file PDF để xem này, một file InDesign này, document phông, là nó sẽ đóng gói cho chúng ta những cái phông mà chúng ta đã sử dụng ở trong cái bài của chúng ta làm. Và cái link đây, link là nó sẽ đính kèm cho chúng ta đầy đủ tất cả những cái ảnh nào mà chúng ta làm ở trong cái bài này. Đấy, có dùng bao nhiêu ảnh nó sẽ gom hết vào một folder và nó viết lại cái đường dẫn. Thế thì khi mà chúng ta làm xong đến đây thì với cái folder đóng gói này, các bạn chỉ cần đem nguyên cái folder này chuyển cho nhà in, chuyển cho khách hàng là xong. Người ta thiếu phông nào thì người ta tự vào trong cái folder này, người ta tìm phông người ta cài. Đấy, còn ảnh thì chắc chắn là có rồi, thì không cần phải lăn tăn nữa. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta vừa demo về cái quá trình làm một cái bài như thế này như thế nào. Đấy, trao qua đổi lại giữa hai chương trình InDesign với lại Photoshop nếu cần hỗ trợ như thế nào. Và điều quan trọng nhất là chúng ta thông qua cái việc mà làm xong như thế này, đóng gói thì kiểm soát lỗi. Đây ví dụ các bạn xem, chẳng hạn lỗi nhé, xem kỹ lại một tí, đây là no error nhé. Tôi co thì cái thằng này lại thế này, báo ngay đúng không? Đây này, thấy không? Tôi co cái hộp chữ này lại, nó bị thiếu chỗ một cái, lập tức nó báo error ngay. Tôi kéo ra này, no error ngay. Tức nó kiểm soát từng hộp chứa một. Đấy, có lỗi hay không lỗi là lập tức nó báo ngay. Đây chỉ là cái bìa thôi thì nó rất là đơn giản, tại vì là nó chỉ có một vài yếu tố. Nhưng mà khi các bạn làm một cái quyển lớn ấy mà có thật nhiều trang ấy thì lỗi có thể phát sinh bất cứ lúc nào, mà cực kỳ khó kiểm soát, chính là cái lỗi về text. Một cái ảnh thì mình nhìn một cái thì mình có thể nhìn thấy được đúng sai ngay trên cái ảnh đấy. Và kể cả một cái quyển có nhiều ảnh đi nữa thì ảnh vẫn là cái thứ mà chúng ta quan sát trực quan, chúng ta tương đối dễ tìm kiếm được những cái lỗi mà phát sinh ở trên đó. Tuy nhiên là khi mà làm việc với text ấy, nó chỉ cần thiếu một từ thôi là nó đã báo lỗi cho chúng ta rồi. Thế cho nên là luôn luôn là khi mà làm việc, các bạn hãy để ý cái đèn này cho tôi. Để ý cái đèn này xem nó có báo hay không. Một khi mà báo lỗi nhá, đây chẳng hạn tìm lỗi thì như thế nào, báo lỗi nhá, mở ra này, nhấp nút vào đây, nó sẽ mở ra cái hộp thoại Prelight đấy, và nó thông báo là lỗi này thuộc về text, có một lỗi thôi đúng không. Mở tiếp ra xem nó báo cái gì, nó báo tiếp chi tiết hơn là overset text, tức là text này của chúng ta không đủ chỗ. Và nó đóng mở ngoặc này đây, text frame, nó thông báo luôn cho chúng ta là cái text frame này nó nằm ở trong trang mấy. Đây nằm ở trang 1 đúng không. Bây giờ tôi chỉ việc là đi đến bằng cách là gì đấy, bấm nút vào cái text frame này đây. Nó sẽ nhảy đến và nó chọn luôn chính cái khung gì đấy, khung bị lỗi này, để cho chúng ta biết chính xác luôn là nó cảnh báo về cái nào đấy. Và chúng ta biết rồi, và chúng ta nhìn đây thấy có cái dấu đỏ, chúng ta biết là à, đây là thiếu chỗ đúng không. Kéo rộng ra một cái lập tức nó hủy bỏ, không báo lỗi nữa. Và đây đèn đây xanh, đèn đây xanh, thế là xong. Đấy thì chúng ta kiểm tra luôn luôn kiểm tra bằng cái cách như thế.